Viết Phú là xin trân trọng kính chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh Viết Phú. Hôm nay thì tiếp tục Viết Phú thì xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một mẫu đồng hồ khác của Seiko Made in Japan Automatic và đang được giảm giá cực sốc ở nếu quý vị mua qua Viết Phú. Đây là một mã đồng hồ SARV SRI051 của Seiko Made in Japan và Automatic, máy Automatic quý vị có thể thấy được trên cái mặt kính của nó, ở mặt dưới của nó là có chữ Automatic và đây là Made in Japan nha quý vị. Đấy. Đây là bạn dành cho thị trường nội địa của Nhật Bản. Phía sau thì quý vị có thể thấy được cái bộ cơ của nó và có giữ logo Seiko cũng như là Made in Japan nha quý vị. Đấy. Thì đồng hồ này thì có có cái mặt màu trắng và cái quai của nó là bằng hợp kim chống rỉ. Rất là đẹp. Và hiện tại Viết Phú cũng nhận được một số đơn hàng của một số anh chị cô chú đặt về cái mẫu sản phẩm này vì nó đang được giảm giá cực sốc giá của nó đây à, cái giá niêm yết của Seiko anh vị, đây là Made in Japan, tem của Seiko Made in Japan anh vị nhé. Đây giá niêm yết của nó là 4 man chưa thuế, nghĩa là thuế vào thì nó là 4 man 4 mà tương đương với cái giá thị trường, giá thời điểm hiện tại của giá yên là 222 đồng yên Nhật, 222 đồng Việt Nam đồng thì sẽ đổi lấy 1 đồng yên Nhật. Thì cái giá của nó sẽ là hơn 9 triệu đồng quý vị. Giá của nó sẽ là 9 triệu 7 680 nghìn 768 nghìn đồng quý vị. 9 triệu 768 nghìn đồng. Giá niêm yết của Seiko chưa bao gồm phí order hàng cũng như là phí gửi về Việt Nam. Tuy nhiên nếu quý vị anh chị cô chú đặt hàng qua Việt Phú thì giá con này sẽ về Việt Nam sẽ là một cái giá rất là ưu đãi, chỉ hơn 7 triệu 300 nghìn đồng một tí xíu nha quý vị nhé. Rất là giá giảm giá rất là sốc. Đây là giá niêm yết của Seiko nhé quý vị nhé, không phải là giá của em đưa ra hay là một bên nào đưa ra hết. Và thông số cấu hình của con này sẽ là như sau. Mặt trên của nó, mặt chiều này thì sẽ là 49 mm cả cái phần viền. Mặt ngang của nó sẽ là 41 mm và cái bề dày của nó là 11,4 mm quý vị nhé. Có chữ S của Seiko logo ở cái núm điều chỉnh ngày tháng giờ. Đã, và cái độ trễ của cái con này sẽ là từ 35 âm 35 giây cho đến 45 giây. Đã là chậm và nhanh, 35 đến 45 giây nha quý vị nhé. Con này thì mức độ chống nước của nó sẽ là 13. Đã, và là đồng hồ Seiko Made in Japan dành cho thị trường Nhật Bản. Mua kèm thì sẽ có phiếu bảo hành cũng như là sổ hướng dẫn sử dụng đi kèm thôi. Đấy thì giá em xin nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị giá niêm yết của Seiko sẽ là 9 triệu 768 nghìn đồng, chưa bao gồm phí mua hàng, phí gửi về Việt Nam. Và nếu quý vị mua ở bên Việt Phú thì giá về Việt Nam sẽ là 7 triệu 300 nghìn đồng. Về giá sẽ về Việt Nam bao gồm phí mua hàng và phí vận chuyển nha quý vị anh chị nhé. Đấy thì em xin nhắc lại giá như vậy để quý vị anh chị có nhu cầu mua hàng thì Viết Phú sẽ order và gửi về Việt Nam cho quý vị anh chị. Đấy thì em xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của quý vị anh chị cũng như là sự quan tâm theo dõi đến cái kênh của Viết Phú. Em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em sẽ dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080 6817 3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy rất đơn giản thôi.